Xin chào, tôi là Lan và là một trong những nhân viên hỗ trợ sức khỏe của GoHealth và chúng tôi có mặt ở đây để hỗ trợ các bạn trong suốt thời gian đại dịch. Để có thể bảo vệ bản thân mình, người thân và cộng đồng của chúng ta luôn an toàn, các bạn hãy nhớ luôn mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn là 1,5 mét khi đi ra bên ngoài. Hiện tại chúng ta đã đang tiến gần đến tình trạng bình thường. Và con đường phục hồi của chúng ta đã bước sang giai đoạn thứ hai. Vậy thì hạn chế mới có ý nghĩa như thế nào? Có một tin tốt lành đó là chúng ta đã không còn lệnh giới nghiêm trong thành phố Melbourne nữa. Và chúng ta đã có thể đi ra ngoài một trong 4 lý do sau. Thứ nhất là chúng ta đi ra ngoài để tập thể dục và giao lưu với bạn. Thứ hai là chúng ta đi ra ngoài để mua nhu yếu phẩm. Và thứ ba là chúng ta đi ra ngoài để đi làm. Và thứ tư là đi ra ngoài để chăm sóc người thân hoặc là tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe. Hiện tại thì các trường học cũng như là nhà trẻ đã được mở cửa trở lại từ ngày 12 tháng 10 năm 2020. Đó thực sự là một tin tốt lành đúng không ạ? Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ các bạn trong suốt thời gian đại dịch và chúng tôi luôn kết nối với các bạn trong hiện tại cũng như tương lai vì sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới.